Nay em bán phần 41. Các cây trong phần này tên Việt là Hồng Ngọc Mai, hay là Mai Hồng Ngọc, hay là Sơ Ghi Cảnh, cũng là nó hay bà con. Nó có nhiều cái tên. Cái em này là thuộc họ nhà Sơ Ghi, nhưng mà dòng này là dòng lá rất là nhỏ, trái cũng nhỏ. Dùng thường thì bà con chơi cây kiển dùng để làm cây mini. Nói chung là dòng này nó quen thuộc rồi. Hoa nó màu trắng hồng, hoa nó có hương, có trái màu xanh, già thì màu cam và chín thì màu đỏ. Cái da thân cây nó thì cũng rất là đẹp, lá rất là nhỏ, lá thì cũng tương đối cỡ mà chiếu thủy nói chung thôi. Thì cái cây này là em trồng trong một cái ống nhựa PVC, như trong hình bà con đã nhìn thấy đây. Thì cái ống nhựa PVC này là nó cao 1,5 tấc, mình trồng lâu ngày thì ống ghệ nó đầy ống rồi. Thì cái dòng cái cỡ này thì bà con thích hợp để dùng làm cây mini, có thể trồng trong chậu, cũng có thể thường thì cũng có một số anh em ghép đá hoặc là trồng trên các cái hòn non bộ để phối cảnh. Thì trồng trong ống nhựa này thì em giao cho bà con nguyên cái ống nhựa này về, bà con chẻ cái ống nhựa ra thôi. Cái ống nhựa này là PVC dỏm cho nên là nó rất là dễ bẻ ra hoặc là dễ cắt ra. Thì mỗi một cây trong cái top này em bán giá 150.000 trên một cây, bao gồm phí vận chuyển. Nếu mà bà con lấy hai cây thì 250.000 bao gồm phí vận chuyển. Một cây 150, một cặp 250 và em bao phí nha bà con. Thì sau khi cắt cái ống ra thì cái rễ nó như này. Để em lấy cái cây khác. Đây là sau khi cắt cái ống ra nha bà con. Thì cái độ lớn của cái cây thì bà con so với ngón tay cái của em đây, có khi thì lớn hơn một chút và có khi nhỏ hơn một chút, nó chênh lệch nha bà con, chứ nó không đều nhau 100%. Đó, thì sau khi cắt cái ống ra thì nó bộ rễ như vậy. Bà con có thể nghiêng trái nghiêng phải rồi cho nó nằm đổ xuống như vậy cũng được. Đó, thì cắt cái ống ra thì cái đoạn dài này nó cái ống thì nó khoảng 1,5 tấc, nghĩa là khoảng 15 cm. Thì lúc đó cái bộ rễ nằm tròn trong ống là 15 cm, thì bà con nghiêng qua đây nó cũng được, hay là con để đứng lên vậy cũng được. Rồi sau đây là em quay chi tiết từng cây nha bà con, em có đánh mã số thứ tự. Cây này là mã 311. Thì mấy cái cây này nó đơn giản cho nên em không quay chi tiết, em lắc qua lắc lại và con nhìn thấy cái cỡ cây trung bình cỡ tay cái thôi. 311. Ba mười hai, và con để cái mã số nha. 312. Ba mười ba. Ba mười bốn. Ba mười lăm. Xuất hiện đây cho nó sáng. Ba mười sáu.
36 này đẹp quá. 37. Ba mươi tám. Ba mươi chín. Này đổ treo được nha bà con. Nói chung là mấy cái này nghiêng trái, nghiêng phải, nghiêng qua, nghiêng lại gì được. 320. 20. Em cầm đây bà con so sánh với tay cái em ha. Nó cũng không chênh lệch gì nhiêu đâu. Lớn hơn chút, nhỏ hơn chút vậy thôi à. 320. Ba hai một đó bà con, kiếm hoài luôn. Cái này đổ treo, đổ hoành. Cái này đổ hoành ok. 321. 322. 323. 324. 325. 325 này quái luôn. Nó có cái vòng tròn. 325 nha bà con. 325 rồi. 326. 326 rồi. 327. Cái này hoành, nó nằm ngang, treo trên vách núi cũng được. 327. 328. Em này đẹp rồi. 328. 329. 400. Kết thúc clip nha bà con. Clip này 20 cây.
giá lẻ 150k, giá 2 cây 250k, bao gồm phí là miễn phí ship đó. Liên hệ với Hoàng Dũng 091 8755712, Zalo em xài số này luôn nha bà con. Một cây em cũng ship mà hai cây thì em cũng ship. Hồng Ngọc Mai, Mai Hồng Ngọc, Sơ Ghi Kiển, Sơ Ghi Thái. Nói chung là em này nó quen thuộc lắm. Chào tạm biệt bà con, ai yêu liên hệ em.